Nên người ta cho hỗn hợp E gồm có axit palmitic C15H31 COOH, axit ole C17H33 COOH, axit stearic C17H35 COOH và triglyceride X. Khi chúng ta cho hỗn hợp này là m gam, chúng ta đi hydro hóa đúng không, thì chúng ta thu được m gam e. Đây là m gam e, đây là e, thì cái đó chúng ta sẽ thu được hỗn hợp T gồm các chất hữu cơ. T này có khối lượng là m cộng cho 0,08 gam. Chúng ta lưu ý ở đây là m, đây m cộng 0,08, như vậy hydro ở đây sẽ bằng 0,08 gam, tương ứng với 0,04 mol đó. Vậy bạn biết là khi chúng ta hydro hóa thì chúng ta sẽ thu T. Vậy T đây chúng ta sẽ thu được, đó là chúng ta sẽ biến những cái gốc không no thành gốc no. Như vậy T đây gồm có, đó là gì? C15H31 no rồi, điểm lại. C17H35 no. Còn cái gốc C17H33 này là gốc không no, thì cộng cho hydro để biến thành C17H35 là gốc no. Được chưa? Và cái x này chúng ta chưa biết nó sẽ tạo ra cái gì. Nhưng này, khi cho T tác dụng với KOH thì chúng ta sẽ thu được hỗn hợp hai muối. Khi chúng ta đi tác dụng với KOH, chúng ta thu được hai muối. Hai muối ở đây là C15H31 COOK và C17H35 COOK. Do chúng ta thu được hai muối này có tổng khối lượng là 45,78 gam. Em nghe. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Kết của chúng ta sẽ được cấu tạo bởi hai góc là góc C15H31 và C17H33. Rồi, H35. COO tất cả 3 lần. C3H5. Cái mấu chốt ở đây là không biết cái góc này là 1 hay là 2, đúng không ạ? Như vậy cho biết đây là A, đây là 3 trừ A đi. Đó. Bây giờ hay là x đi, để tí chúng ta đặt A, B, C, D cho dễ. X. Em hiểu. Khi người ta đốt cháy E thì thu được CO2 và nước, đúng không ạ? Kiểu như thế này. Quá trình mà chúng ta đốt cháy E cũng như là quá trình chúng ta đốt cháy T. Bây giờ hiểu như thế này. Bây giờ thầy sẽ lấy T đi đốt cháy. Ở đây thầy sẽ tạo ra CO2 cộng cho nước, đúng không? Mà T của thầy là gồm gì? Đây, T thực chất ở đây gồm có hai thứ, đó là E và hydro. Đó, chúng ta tất cho hiểu. Khi thằng này đốt cháy thì để cho là CO2 và nước. Còn hydro chúng ta đốt cháy cũng sinh được nước. Đúng không em? Như vậy, ở đây người ta cho chúng ta số mol của hydro. Hydro đâu? Số mol của nước là 2,51, số mol CO2 là 2,61. Mà hydro chúng ta có này. Đây. 2,51, nước là 2,61. Đúng không em? Như vậy chúng ta có này, số mol hydro ở đây, nghe em ơi. Số mol hydro trên này là 0,04 này. Được chưa? 0,04. Thì ở đây nước chúng ta sẽ là 0,04. Tổng nước nằm ở hai phương trình này là 26,1, đúng không? Nước ở cái đốt cháy E là 26,1. Như vậy khi đốt cháy T thì mol nước chúng ta sẽ cộng cho 0,04 nữa. Cái nào khác ở đây? Nó sẽ là như vậy. 2,61 cộng cho 0,04 thì nó sẽ bằng 2,65. Đúng chưa em? 2,65. Như vậy ở đây chúng ta đừng đặt nó ít y gì hết. Đúng không ạ? Bây giờ này, cái đó mình đặt cái số mol thằng này là A mol, là B mol và đây là C mol. Cái đó ta giả sử thằng này bằng 2, thằng này bằng 1 luôn. Còn không thì tí nữa mình đảo ngược lại. Thằng này bằng 2 thì ở đây sẽ là một, ta sẽ ghi lại nhá. Đây,
Như vậy thầy giả sử cái trường hợp thứ nhất là nó được cấu tạo từ một góc C17H31 và hai góc C17H35. Cho nó nhanh luôn đi. Nếu không được thì tí mình đạo sau. CO tất cả 3 lần. C3H5. Đó. Khi đó thầy sẽ đặt số mol đây là A, B đây là C mol. Thì cái đó mình có đây A này, thì đây sẽ là A. Cộng dưới này là C. Còn C17H35 là B cộng cho C. B cộng C. B cộng cho 2C. Chúng ta tính phân tử khối của C15H31 COO Na COK. Ở đây là 294. Góc C17H35 là hơn kia là 28 dBc, em cộng cho 28 nữa. Thì bên này là bằng 322. Như vậy nhiệm vụ của em là tính C đúng không ạ? Tính C. Cái đó chúng ta có này. Ở đây thay đổi màu cho bạn dễ nhìn. Đây. Cái đó mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có đó là hệ ba phương trình. Phương trình thứ nhất của chúng ta đó là 294A. 294A. Cộng cho bao nhiêu đây? Ở đây là 2322B. Hai chín tư cộng cho 322 nhân 2, 294 cộng 322 nhân 2 bằng 938, 938. Thế để cho đây là bằng 45,78. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai của em đó là em đi bảo toàn carbon. Đây, carbon. Bên đây là A 16A. Bên đây là 18B. 18B. Cộng. Ở đây có 15 carbon cộng cho 17 nhân 2 cộng cho 6. Thì C ở đây là bằng 55. Có 55C. Và ở đây để cho chúng ta là bằng 2,51. 2,51. Đó. Chúng ta có phương trình thứ ba đó là số mol của nước đúng không? Chúng ta đi bảo toàn hydro 31 cộng 1 là 32. 32A cộng 35 cộng 1 là 36, 36B cộng số hydro của chất thứ ba sẽ là em lấy 31 em cộng 35 nhân cho 2 cộng cho 5 106C bằng nước ở đây là 2,65 nhân 2. Rồi, chúng ta đi tính A, B, C. Ở đây em sẽ tính được. Ở đây mình tính nó bị âm. Được chưa? Bị âm, điều này chứng tỏ là trường hợp này. Đây, mình tính ra được thì A nó sẽ bằng âm 0,3. Y, B sẽ bằng 31 phần 50. Và C là bằng âm 0,07. Điều chứng tỏ là trường hợp này chúng ta đã giả định sai. Bây giờ mình giả định ngược lại. Như vậy bên này nó sẽ là 2 và đây sẽ là 1. Và khi đó em điều chỉnh lại bên này nữa là xong. Được chưa? Như vậy khi đó cái C15H31 của chúng ta bây giờ là bằng A cộng cho 2C. Đó. Còn C17H35 là bằng B cộng C. Đó. Chúng ta tính lại đoạn này luôn. A và B thì không thay đổi nhưng C thay đổi nè. C em sửa lại đoạn này đi. Đó. Em sẽ lấy đó là 294 nhân 2 cộng cộng cho 322. Ở đây là bằng 910. 910 910
Được chưa? Ở đây số C của chất thứ ba thay đổi và số H là chất thứ ba thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh chỗ 55 và 106 này là xong. Bây giờ số C em sẽ tính như sau. Em sẽ lấy C là 15 nhân 2 cộng 17 cộng cho 6. C ở đây là bằng 53, em chỉnh ở đây thành 53. Rồi, H bây giờ em sẽ là 31 nhân 2 cộng 35 cộng cho 5. H bây giờ là 102. Rồi, khi đó chúng ta giải hệ lại thì khi đó ở đây mình làm bị sai rồi, nước là 2,51 mà CO2 mới 2,61. CO2 là 2,61 em ơi, nước là 2,51 em nhé. Rồi, ok, số lại luôn. Thì đây nó sẽ là 2,56, 2,55, đúng không? Số lại đây là 2,55 này. À, ghi ghi ổn nữa. Hết sức cẩn thận. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính lại đi. Chúng ta chỉnh lại cái đoạn này thôi. Khi nãy là mình phải xét lại trường hợp kia nữa. 2,61 này, 2,55 nhân cho 2 ở đây mình tính được là bằng 0,03, 0,03 và 0,03. Như vậy em tự tính lại cái trường hợp 55 với 106 nha. 0,03, 003 và 003. Đó. Như vậy giờ đây chúng ta mới dự đoán được x này. Chúng ta nhìn nha. Ở đây số mol của bây giờ chúng ta mới khó là tìm được x này. Ở đây chúng ta có này. Bên này là chúng ta có tổng số mol của C15H31 là 003 này. Đúng không em? Đây 003. Chính xác rồi, bởi vì thằng này là do thằng này tạo ra 0,03. Đó. Như vậy trong ít chúng ta có C15H31 tất cả hai lần rồi. Đó là điều không phải lăn tăn gì nữa. COO tất cả 3 lần. C3H5. Đó. Bây giờ ở đây em nghe này. Ở đây số mol nó chắc chắn là 0,03 luôn. Đúng không? 0,03. Bởi vì C15H31 nằm đây mà. Bây giờ mấu chốt ở đây là trong này có bao nhiêu C15H17H33 và bao nhiêu C17H35. Đó là mấu chốt. Chúng ta hiểu như thế này, tổng số mol của C17H35 là 0,03 này là do hai thằng này sinh ra. Đúng không em? Đó là hai thằng này sinh ra. Còn ở đây sẽ chứa gốc C17H33 chắc chắn luôn. Vì sao vậy? À, vì thầy giải thích rất là đơn giản luôn. Vì em hiểu như thế này. Bởi vì á góc này góc no, thằng đi no no thì thằng này không thể cộng hydro được, đúng không? Và cái này cũng chưa chắc em, bởi vì trong trường hợp này nó có thể là gì, nó là C17H35 vẫn được, nghĩa là trong trường hợp này cái triglyceride của chúng ta là no, cũng chưa biết được đúng không? Nhưng mà làm sao chúng ta khẳng định nó là 17,33 hay 17,35, đó là cái cuối cùng của bài toán này. Theo thầy thì trong trường hợp này được chưa, cái x của chúng ta phải là C17H33 thì mình hiểu thế này, khi cộng hydro thì góc này cộng với hydro theo tỷ lệ mol 1:1, tức là hydro phản ứng với C17H33 ở đây là 0,03 mol, như vậy còn lại 0,01 mol là của C17H33 COOH, hiểu chưa? Rồi khi đó tổng số mol của hydro đúng bằng 0,04, đó là yêu cầu đề toán bài đề bài để cho em tiếp theo. Do, mình biết là do hai này cộng lại để sinh ra đây, từ đây ra đây thì tổng số mol thằng này là 0,03 đúng không em? Thì thằng này còn lại ở đây là 0,002, hợp lý gì nữa. Bây giờ nếu mà đây C17H35 thì tức là ở đây là số mol hydro phản ứng là 0 mol đúng không? Mà chúng ta biết là tổng hai số mol này cộng lại bằng 0,03 mà mol hydro phản ứng là 0,04, vô lý đúng không? Như vậy đây chắc chắn đó là C17H33 rồi. Đó. Cái đó điều cầu chúng ta là tính ME. Thì chúng ta tính ME lớn được thôi.
Chúng ta tính bờ lớn của em. Em sẽ lấy như sau. C15 H31. Tất cả hai lần C17 H33. 44 nhân 3 cộng 41. Ở đây nó là bằng 832. Đó. Khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của em. Em lấy 0,03 nhân cho 832. Ở đây là bằng 24,96 gram. Chúng ta có đáp số 24,96, như vậy có đúng là của D. Đó. Bài toán này hay ở chỗ đó là mình hai chỗ thứ nhất này là em phải biết là cái T này nó mình sẽ quy đổi cái hỗn hợp khi cho E tác dụng vô oxy thì bằng T tác dụng thì nó sẽ đơn giản hơn. Vì T chúng ta có ba ẩn thôi. Nha. Và bạn hiểu như thế này, T chúng ta này, T chúng ta cộng cho oxy khi cháy thì nó sẽ gồm có E và hydro. Đúng không? Mà bạn biết là khi E cháy thì sinh ra CO2 và nước. Như vậy khi thêm hydro nữa thì mol nước sẽ tăng lên. Nhưng mà cái điều này hơi buồn bởi vì nãy thầy đọc đề không kỹ gì hết. Đây này. Thầy nhầm hai số liệu này. Thấy chưa? Thầy đến thầy làm hơi bị lâu. Nhưng các bạn để cho thầy, để kỹ số liệu giúp thầy nhá. Như vậy có đúng ở đây là câu D.